Chiều nay ngày 7 tháng 2, Sở Công Thương Bến Tre đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2023. Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng với sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của chính quyền, người dân và doanh nghiệp, trong năm 2022, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre đã phục hồi rõ nét. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện đạt 36.500 tỷ đồng, tăng hơn 12,6% so với năm 2021, tương đương tăng 4.100 tỷ đồng và đạt 95,3% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu năm ước đạt 1 tỷ 510 triệu USD, tăng gần 19,7%, đạt trên 100,6% kế hoạch. Giá cả hàng hóa khá ổn định, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 57.000 tỷ đồng, tăng trên 15% so với cùng kỳ và đạt trên 101,8% kế hoạch. Sản lượng điện thương phẩm cả năm ước đạt 1.920 triệu kWh, tăng gần 6,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ hộ sử dụng điện ước đạt 99,96%. Đặc biệt, Sở Công Thương đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường kiểm tra kiểm soát tình hình cung ứng xăng dầu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Năm 2023, Sở Công Thương đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 39.600 tỷ đồng, tăng gần 8,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 62.000 tỷ đồng, tăng 8,7%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 700 triệu USD, tăng trên 12,6%. Kim ngạch nhập khẩu đạt 650 triệu USD, tăng trên 14% so với ước thực hiện năm 2022. Phấn đấu trong năm có ít nhất 377 MW điện gió đưa vào khai thác thương mại. Chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, ngành công thương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung triển khai đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phối hợp kêu gọi đầu tư vào các khu cụm công nghiệp. Tập trung triển khai công tác hỗ trợ các thành phần kinh tế, đầu tư đổi mới thiết bị, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất thông qua các nguồn vốn khuyến công, khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển mạnh thị trường trong nước, xuất khẩu, triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển xuất khẩu tỉnh Bến Tre, tạo điều kiện thuận lợi phát triển hạ tầng thương mại, mở rộng mạng lưới phân phối, phát triển hệ thống phân phối hiện đại, tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý thị trường, các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu khi thị trường biến động, theo dõi, phối hợp hỗ trợ các nhà đầu tư đưa các dự án điện gió vào khai thác thương mại. Bên cạnh đó là tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chuyển đổi số, đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến.